mời các bạn cùng mình sẽ đi tham quan xung quanh ngôi thánh đường giáo xứ Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu. Bây giờ mà mời các bạn sẽ đi đàng thánh giá cùng mình để tham quan xung quanh nhà thờ, có các đàng thánh giá và có các lễ đài. Đây là phía bên tay phải của cuối nhà thờ, nhìn lên có thể mình sẽ nói là phía nam của nhà thờ. Đây là có một núi đá ngay ở ao hồ ngay cuối nhà thờ. Và bắt đầu là đi các đàng thánh giá xung quanh nhà thờ. Đây là nơi thứ nhất. Và qua nơi này thì thưa các bạn, là hôm nay là lễ thánh kính tổng lãnh thiên thần Mikael, Raphael, Gabriel. Chuông nhà thờ bây giờ bắt đầu đổ. Đây là Đức Mẹ Mân Côi, đài Đức Mẹ Mân Côi. Là nơi thứ hai. Đây có những cây ruối rất là kỳ cựu, có những cây si trông rất là khủng khiếp. Một cái si uốn thành một bệ đứng cho con hươu và con lạc đà. Các bạn nhìn trông rất là đẹp. Đây là nơi thứ 4. Các bác sắp kiệu đã xong. Bây giờ chuẩn bị vào giờ lễ. Có rước kiệu.
nơi thứ năm mà ông Simon mắc thánh giá đợi Đức Chúa Giêsu. Khung cảnh nhà thờ rất đẹp các bạn, rất rộng. Nhà thờ đây có từ xa xưa rồi. Truyền thánh đạo đã có từ lâu. Đây cũng là lễ đài của nữ vương các thánh tử đạo và cũng là hài cốt 27 đấng tử đạo giáo xứ Thức Hóa. Hàng chữ bên này là cao tuổi nhất là 65 tuổi mà thấp nhất là 29 tuổi. Bên dãy bên trái mình đây là lớn tuổi nhất là có 52 tuổi mà thấp nhất là 24 tuổi. Bây giờ mình sẽ đứng vào đài Đức Mẹ đây và lấy một góc nhà thờ. Nhà thờ xây kiểu mẫu châu Âu rất là đẹp các bạn. Mời các bạn sẽ tiến sang bên cánh tay trái nhà thờ, cũng là phía bắc nhà thờ. Hôm nay lễ kính thánh Michael, Raphael, Gabriel, nên là hơn 9 giờ có lễ. Và đây có một đài thánh Đa Minh. Ừ.
và mời các bạn sẽ đi tiếp. Lời thứ 8. Đây có một căn nhà giáo lý. Mình sẽ quay cảnh căn nhà giáo lý. Hãy để trẻ nhỏ đến với thầy, đừng ngăn cản, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Có hàng chữ bên trên mái là như thế. Như lời thánh Geronimo, không biết kinh thánh là không biết Thiên Chúa. Mái ngói rất là đẹp các bạn. Đẹp nhỉ. Vâng. Đây là đài thánh Giuse. Mời hết cả túi tôi ngủ ở trên ghế. Vâng vâng. Cảm ơn bác nhé. Mà trong cảnh rất đẹp. Hai bên luôn các bạn nhé, hai bên luôn rồi bắt đầu tiến lên đỉnh đài.
các bạn cùng tiến lên đài Thánh Giuse. Thánh Giuse bằng đá rất là đẹp các bạn nhé. Các lục bình trên này đều bằng đá hết. Mình đến xứ này ngạc nhiên luôn. Bây giờ đứng trên đài quay cảnh cho các bạn đón xem. Thì bạn cùng mình sẽ tiến về quê nhà thờ và tham quan khu vực quê nhà thờ. Đây là đài Thánh An Tôn. Và dưới có một phiến đá viết kinh khấn Thánh An Tôn.
xin chào các bạn và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Bây giờ mình sẽ tiến vào nhà thờ để chuẩn bị vào giờ thánh lễ. Mời các bạn xem video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ để người làm video có động lực làm nhiều video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại.